làm để đỡ trên này không được, coi như là làm quen cháu kim cương. Nay là coi như họ nhà trai đã đến, thì dù qua họ nhà trai đã tính trình cái lễ nhập gia, cái lễ giáng lễ và quà nhập cái ngày chính lễ của lễ làm quen hôm nay, thì tôi xin thay mặt của họ nhà gái xin nhìn nhận cái những cái lễ và cái quà nhập của họ nhà trai đến. Thì sau đây thì tôi sẽ điều kiện được ông bà trưởng tộc của họ nhà gái và được gia đình cho phép tôi điều hành buổi lễ hôm nay. Quyền điều hành buổi lễ hôm nay là